Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y à chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi, niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin
Chúa cùng anh chị em. Thưa công đoàn phục vụ cách riêng là hai cô thân hôn, thưa các gia đình hai nhân viên, hai họ cũ đêm của hai đôi nhân dân Du Xe Anh và Maria Huyền, An Công Quai, Maria Thanh Lương. Lát nữa chúng ta sẽ được nghe một bài hát để giúp các cô nhân viên và mọi người, mọi thành phần trong gia đình gia lên lời dặn của Thánh, cô nghe những ngày Thiên Chúa dựng nên. Quả thật đối với gia đình giáo xứ Minh Đồng của chúng ta hôm nay và cùng với niềm vui với quê hương đất nước Việt Nam ngày hiến trương các nhà giáo còn đến cho những người thầy người cô, thì hôm nay trong giáo xứ của chúng ta cũng được mang cử hành thánh lễ tặng các vị khai tân cho hai người dự tòng cô Nguyễn Thị Huyền và cô Nguyễn Thị Dương. Và sau ba vị khai tân rửa tội thiêm sức mình thánh Chúa thì chúng ta sẽ được cùng dự cử hành hai gia đình cưới chính thức hôn nhân cho hai chị anh Huyền và Hoài Hương. Chúng ta thấy gia đình là con người và Thiên Chúa đi qua, gia đình chính là thế mà hội giáo hội ở xã hội, gia đình tốt thì có hội giáo hội tốt được. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta ví dụ cần lễ lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các anh chị dần đến những gia đình mới, gia đình của quý thánh gia nước Maria những chia sẻ mới, và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho tổ tiên cha mẹ của những anh chị trong ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng nhau tham dự và tiếp tiếp nhận hai người xin lòng này. Các con xin gì cùng hội thánh? Thưa xin đức tin. Đức tin xin ơn đích gì cho các con? Thưa đức tin đem lại cho con sự sống đời. Sự sống đích tìm là các con nhận biết Thiên Chúa thật và đấng người sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Quả đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đã được Thiên Chúa đặt là nguồn mạch sự sống và chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình. Sự sống ấy hôm nay các con đón nhận qua bí tích thánh tẩy và được trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Vậy các con đã thực thi giáo huấn của Chúa, tuân giữ giới răn của Người, sống tình minh đệ và chăm chỉ cầu nguyện để xứng đáng trở thành người Kitô hữu chưa? Còn hai bà người đỡ đầu cho hai người dự tòng này, trước mặt Thiên Chúa, hai bà có thấy hai người dự tòng này xứng đáng để lãnh nhận các bí tích thai tân hay không? Các bà đã làm chứng cho hai người dự tòng này, vậy các bà có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng mà tiếp tục giúp đỡ những người này sống đức tin và phụng sự Chúa hay không? Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã cho các đôi tớ Chúa đến đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt hội thánh hai người này đã đáp lại kiếm Chúa kêu mời. Vậy xin Chúa loãi thương ban cho hai người này được hân hoan thấy Chúa và tất ý tình yêu thương của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa, chúng con chờ.
Thank you.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và lột mình vì chúng ta. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và lột mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ố, không nếp nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ lên một thân xác. Một nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Niềm vui
ngon đoán được cha muốn đi nói gì, điều gì không? Điều thứ nhất đó là hôm nay có hai đôi hôn nhân, và sau trong trong sau cái lễ này đôi các bạn trẻ nói lên lời tuyên thuận, bắt tay nhau xỏ những cho nhau và sẽ trở thành vợ thành chồng và trở thành một gia đình mới theo hợp thức nhau như luật của giáo hội của Chúa đã được bao giờ có nam có nữ để trở nên vợ nên chồng. Chứ nếu mà không đi tu như chúng tôi mà lại không có gia đình thì người ta sợ là gọi là người bất bình thường đấy, không bình thường. Cho nên là đây điều vui mừng nhất có lẽ là có nhất trong đời, niềm vui đó là được lập gia đình, đây là niềm vui thứ nhất. Điều vui thứ hai có thể nói là hôm nay cùng với toàn thể như đất nước Việt Nam của chúng ta, và cách đây 38 năm tức là ngày 20 tháng 11 năm 1982 thì nhà kiến trương các nhà giáo tôn vinh các thầy cô giáo ở Việt Nam chúng ta để thành được cái ngày kiến trương các nhà giáo hôm nay. Cho nên có nhiều những khuôn mặt quân hóa cũng là những người thầy người cô đã từng dạy nhiều mọi người khác nhau cho người khác, cho nên cũng là một cái ngày vui mà chúng ta trong cái tết này chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa thương chúc phúc cho những người thầy người cô là cái nghề rất là lớn lao cao cả, để rồi chồng người giáo dục người, bởi vì ở đời người ta nói nếu tự bị sư bán thì sư nên một chữ cũng phải nhờ đến thầy, không có thầy đối mày không có thầy đối mày làm nên. Cho nên chúng ta cũng cầu nguyện cho các thầy cô giáo không chỉ trong đạo mà cả những người khuôn viên các cô giáo bạn nữa. Và nghe niềm vui thứ ba đó là chúng ta thấy trong khuôn viên này chúng ta ngày hôm nay ngày mai sẽ bắt đầu chúng ta sẽ khởi công để xây dựng ngôi nhà giáo lý. Quanh chúng ta đây ở ngoài xã hội luôn luôn phải có những cái trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi trường cao đẳng, trường đại học để giáo dục con người, cho con người mình khi sinh ra thì chẳng ai biết gì cả, thế nhưng phải học. Cho nên đối với ngoài xã hội thì học văn hóa, còn đối với đạo Công giáo là phải học giáo lý, học cái đạo giáo để làm người, để sống đạo giữ đạo trở thành con người tốt. Cho nên tôi về đây thì giáo sư chúng ta chưa có nhà giáo lý thì ngày mai bắt đầu chúng ta sẽ bắt tay vào khởi công để xây dựng ngôi nhà giáo lý. Hôm nay rất là ngỡ ngàng khi tôi thấy rất là đông người để tính ra được như thế này. Tôi rất là ngạc nhiên và rất vui, và có lẽ đây cũng là do công phúc của tổ tiên và ông bà cha mẹ của các cháu. Thì tôi vẫn hay nói chia sẻ với mọi người trong cuộc đời để thành đạt của chữ người chi em mờ, mong muốn là một, miệt mài là hai, mưu mẹo là ba, mồ mả là bốn, may mắn là năm. Trước khi sinh ra là mong muốn được hài khỏi, làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm giáo viên, làm linh mục, làm tu sĩ vân vân, mong muốn không chưa được về miệt mài. Không người mài chứ phải mưu mẹo, phải học hành làm ăn ra làm sao, rồi mồ mả đây là cái công phúc của tổ tiên của ông bà cha mẹ, công ơn cha mẹ sinh thành cũng được. Không có chúng ta, không có cha mẹ tổ tiên ông bà thì không có các đôi bạn trẻ đang hiện diện đây. Cho nên là cái mồ mả là tổ tiên ông bà cha mẹ, và có lẽ cũng là cái công phúc mồ mả tổ tiên ông bà cha mẹ ở trung quanh như thế này. Và may mắn là mưu sự đại nhân thành sự đại thiên, tức là nhờ chúng ta biết là để biết là con người giới hạn, cho nên là cần phải có thánh lễ hôm nay để được chúc phúc cho tình yêu đôi lứa của các bạn trẻ. Đối với các tôn giáo khác thì người ta có thể đến chùa để cầu Phật để chúc phúc cho hạnh phúc lứa đôi, còn bình thường là chỉ cần ra ngoài ủy ban phường, ủy ban xã là đăng ký là thành vợ thành chồng để tổ chức hai nọ bốn bên nữa là xong. Thế nhưng riêng đôi bên công giáo là phải đến nhà thờ để từng ngày kính tích là vợ. Cho nên đối với chú rể Nguyễn Đình Hạnh hôm nay thì cũng đã vừa lên đọc sách vừa hát đáp ca rồi, và hôm nay thánh lễ có đoàn kèn để qua đó là trong những tuổi còn trẻ đã cống hiến thời giờ sức lực tham gia vào hội đoàn, cụ thể là vào ca đoàn, vào trong đội kèn của hôm nay với tình cảm được sâu yêu thương. Cho nên là được hội kèn được ca đoàn cũng cụ thể hôm nay một cách rất là long trọng. Rồi phải bên cạnh đó cũng phải nói với tổ tiên, nói những mồ mả tổ tiên ông bà cha mẹ
chiều hôm nay chúng ta đến có ra cố Hà ở gắn bó chúng ta cả 41 năm ngày về thăm đón xứ, rồi hôm nay gia đình cũng sách đi cũng đã là con nuôi của cụ Hậu, và đã cụ Hậu năm nay đã 88 tuổi đã vào để rồi tiếp cơm cho ra cố Hà. Rồi tôi về đây mỗi tháng thì tôi thấy rằng gia đình con cháu cụ Hậu mặc dù không phải là đi theo học công giáo, và nhẽ ra cũng là công giáo đấy, bởi vì những khi còn nhỏ đã ở trong ngành 2 năm học cùng với cha cũ cha tất, học cùng với cha cố truyền, học cùng với cha cố học cha cố kia, cụ Hậu cũng đã biết là từ cha từ cha cố Chí vân vân. Rồi cụ cũng nói là vì trước kia cũng muốn học ở đây, muốn học và muốn theo đạo. Thì thời tiết đến thời cái tỷ lịch sử cũng bây giờ họ đã bắt ra, họ đã yêu cầu ra là chính là phải cho cụ Hậu trở về. Rồi dần có một trận đau quá và tâm lý nhà thờ cũng là cụ như không theo đạo, chính là cụ cũng đã có đạo rồi. Thế và chính vì cái lòng yêu mến gắn bó tuổi thơ ở đây, con mình cũng đã động viên các con các cháu đã cống hiến cho tượng đài Đức Mẹ là quan thời cũng lập đây là tượng đài Đức Mẹ thì người của dân lên trời cách đây nhiều năm đã là chị đã đạt quy triệu rồi. Đấy cũng là do đi cầu nối đó là anh Sách là con người của cụ Hậu, và hôm nay mới đấy cũng là con cháu của các người thì hai bên của các chú rể của cháu anh rồi của cô quay nên là đây rất là đông. Thật ra thì trong thánh lễ này có nhiều ký tích quá, trong 7 ký tích thì các đôi hôn nhân hôm nay có hai người từ tòng ký nó sẽ được rửa tội, sẽ được làm tân tòng, thì là vừa rửa tội là một thêm sức là hai mình anh cũng là ba hôn nhân là bốn, cho nên là cũng rất là dài. Để nói về tình yêu thì tôi muốn nói nhiều lắm nhưng mà sợ mọi người xót ruột lắm chứ mình. Thế nhưng hôm nay tôi được ơn Chúa thúc đẩy. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11 là ngày tri ân các thầy cô trong ơn xin giữ nỗ lực giáo dục của các thầy cô, cho nên là tôi thấy trên mạng đã có một cái câu là gì, xin tri ân cha mẹ là thầy giáo đầu tiên của đời con. Xin tri ân cha mẹ là thầy giáo đầu tiên của đời con. Thầy giáo ở ngoài đời thì chỉ thấy chúng ta biết chữ, biết đọc, biết viết, biết tính toán, nhất cử vi sư bán vi sư một chữ là thầy, chữ là thầy. Thế nhưng mà người thầy, người cô đầu tiên thì không ai khác, đó là cha mẹ. Cha mẹ của Đồng giáo ở Việt Nam xác định cho tất cả mọi người sống cuộc sống gia đình chính là trường học đầu tiên. Gia đình chính là trường học đầu tiên. Chính vì thế mà trường đầu tiên là ai là trò, ai là thầy. Mục đích của hôn nhân công giáo là để sinh sản giáo dục con cái. Cũng như tôi vừa giới thiệu ngay đầu lễ ở dưới cuối nhà thờ trước khi giữa tôi đây, gia đình chính là con đường mà Thiên Chúa đã đi qua. Thiên Chúa là đấng quyền năng, ngài có thể có nhiều cách để cứu độ con người, nhưng ngài đã đi qua con đường gia đình. Ngài có cha có mẹ, ngài cũng đã vâng phục cha mẹ. Ngay cả trong 10 điều răn của đạo công giáo, điều răn thứ 4 phải thảo kính cha mẹ, phải yêu mến, phải tôn kính, phải vâng lời, phải giúp đỡ cha mẹ. Và người mẹ là người thầy đầu tiên để dạy dỗ con cái. Cho nên gia đình chính là trường học đầu tiên, mà chính cha mẹ là người phải dạy cho con mình về nhân bản, về đạo đức, về gọi là trí dục, về đức dục, về thể dục, về sức khỏe, về trí thức, về đạo đức, về đạo đức. Cho nên khi nói đến đời sống gia đình thì cha mẹ là người thầy giáo đầu tiên để dạy dỗ cho con cái của mình. Gia đình tốt thì giáo hội mới tốt được, xã hội mới tốt được. Thánh giáo hoàng Phaolô VI đã nói là hãy cho tôi một gia đình tốt, gia đình thánh nó sẽ làm cho cả thế giới này thánh. Thế cho nên là gia đình thánh, gia đình tốt thì xã hội mới thánh, mới giáo hội mới tốt được. Thế cho nên cây tốt sinh quả tốt, cha mẹ hiền lành để giúp cho con. Cho nên là cái việc mà cha mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục con người, giáo dục con người sinh mệnh. Thế thì chúng ta thử hỏi trong cuộc sống gia đình thì cha mẹ cho con tiền bạc, cha mẹ cho con sắc đẹp, cha mẹ cho con ngoại hình, hay là cha mẹ cho con nhân đức,
hay là cha mẹ cho con lòng huế, cho con đức tin. Quả thật chúng ta thấy trong cuộc sống trước kia thì vất vả lắm. Vừa nãy trong bữa cơm vừa được phụ hộ cũng như là các cố Hà kể lại những ngày xưa ăn lu ăn khoai ăn sắn vất vả lắm. Thế nhưng bây giờ thì không đến mức thế. Chúng ta là cha là mẹ, chúng ta có thể cho con chúng ta tiền thì rất là dễ. Bây giờ Việt Nam mình giàu lắm, nhiều đại gia lắm, nhiều tỷ lắm, cho con tiền thì dễ. Bạn có tiền, bạn có thể thể đáp ứng cho nhu cầu đòi hỏi của con cái của mình, cho con mình sắc đẹp, cho con mình ngoại hình thì cũng dễ. Nếu như cha mẹ muốn sở hữu cái ngoại hình và với cái nhan sắc trời cho thì cha mẹ cho con thì cũng dễ. Hay nếu như chúng ta cũng chỉ ở cái mức trung bình thì công nghệ thẩm mỹ hay là nghệ thuật trang điểm hiện nay là có thể giúp cho con người chúng ta có một cái ngoại hình khá là đẹp, cuốn hút được nhiều ánh nhìn người khác. Thế nhưng cho con nhân cách, cho con đức tin, cho con lòng đạo, đạo đức thì lại là một chuyện khó khăn gấp bội. Và xem ra đòi hỏi các bạn phải có cái trình độ và sự nhẫn nại hơn nhiều. Bởi vì nhân cách không phụ thuộc vào tiền, nhân cách không phụ thuộc vào tài sản, nhân cách không phụ thuộc vào ngoại hình. Thế nhưng nó là những cái chất tố ở bên trong, nó là cái tinh thần làm nên con người, làm nên con người. Bởi vì có nhiều người giàu sang, giàu xu, thế nhưng nhân cách lại chỉ được chấm có thể được một điểm thôi. Giàu có lắm nhưng mà nhân cách chấm được một điểm, hay là có khi còn dưới trung bình. Thế nhưng lại có nhiều người nghèo, ít tiền nhưng họ lại rất giàu nhân cách, họ rất giàu nhân cách. Giá trị thật của con người không phải là lắm tiền nhiều của, nhưng là được cân đo đong đếm bằng cái nhân cách, bằng sự sâu sắc tinh tế của cái mà con người chúng ta là. Đó là nhân cách. Nhân cách phải là cái mà người cha, người mẹ phải yêu tư và huấn luyện cho con cái. Thiếu vắng nhân cách thì những đứa trẻ sau này lớn lên sẽ dễ bị vấp ngã và khó thành công trong cuộc sống, trong cuộc đời, trong giao tiếp, trong việc sống chung với người khác. Nhà con mất con bây giờ khổ lắm, cả lắm, như là quả nước. Thứ cha bảo là tôi đang mơ ước như là anh chị cả đời tôi tưởng là nay anh chị là thiên đàng, tiền bạc rồi thì nhà được, nhà con có tiền nữa là chồng con bây giờ lại tặng đồ mà kịp. Con gái của con bây giờ nó lại người như thế mới là hiểu biết đấy. Đấy, tiền bạc cũng cần thiết nhưng mà những cái sự tiền bạc nó sẽ trở thành đổ vỡ, đổ vỡ. Rồi chúng ta thấy hạnh phúc gia đình không phải là do ngày giờ đâu, ngày giờ tuổi tác cũng là cái hạnh phúc. Chúng ta nhớ là một hai năm về trước ở trong Quảng Trị cũng một cái đám cưới trở thành đám tang, khi mà cho nó 13 người chết, ta gửi cho nó cả chú để cả mẹ chú để. Cho nên đừng có tin vào ngày giờ, đừng có tin vào tuổi tác, mà cái căn bản của hôn nhân công giáo là phải tình yêu. Trong bài đọc tin mừng chúng ta vừa được nghe bài tin mừng trích tin mừng thánh con chương 15 câu 12 câu 16. Đây là huấn luyện của thầy, các con hãy yêu thương nhau như thể yêu thương các con. Khi ấy Giêsu nói câu này rằng đây là huấn luyện của thầy, các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. Không có tình yêu thương nào cao hơn, cao lớn, cao quý hơn tình yêu của người đã hy mạng sống cho người, cho bạn những của mình. Đạo công giáo là đạo tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, ngài đến trần gian, ngài yêu thương nhân loại, ngài chết để cho nhân loại. Và mỗi một của hội thông minh công giáo là tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Cho nên người chồng phải yêu thương người vợ như Chúa Giêsu yêu thương Hội Thánh là thì người chồng người vợ phải yêu thương nhau như vậy. Và chúng ta nhớ rằng cuộc đời của chúng ta nếu như không có tình yêu thì nó bất hạnh lắm. Người ta ví chúng tôi đi tu mà không có tình yêu là như đi xa mạc, xa mạc thì cũng buồn. Còn trong gia đình vợ chồng sống chung với nhau mà không có tình yêu thì nó như là địa ngục, như là hỏa ngục, quán đáng ngộ, đúng không? Ghét nhau mà phải ở chung, phải ăn chung, phải ngủ chung thì thôi, thì cũng là nghĩa khổ là khác. Đi ăn cỗ mà nhìn cái thằng kia nó ghét, nhìn cái mặt nó ghét thì trả lại thì ngồi chung với nó, mà còn trả lại thì ngồi chung với nó lại trả ăn được cũng cái gì cả. Cho nên là phải có tình yêu trong gia đình, hôn nhân phải có tình yêu. Và khi trong cuộc sống gia đình thì phải muốn có tình yêu thì phải đón nhận nhau, phải chấp nhận nhau. Như là nhẫn nhục trong tình yêu, nhẫn nhục trong con người, nhẫn nhục trong lời nói. Cho nên nói đến tình
thưa ngày xưa tôi học ở cấp 1 đã thấy nghe thấy nói về tình yêu rồi. Một chàng của anh chồng yêu với cưới vợ, trong thời gian trăng mật thì thương vợ lắm, cho nên ngắm vợ thì cái phúc xuất khẩu thành thơ là gì, mũi em thì tám cái lông, chồng như chồng bảo thơ đầu trời cho, nên nằm thì bé o o, chồng như chồng bảo bé không vui nhà, đi chợ thì lấy ăn quà, tức là đi chợ thì nhà xuất thì qua hàng quà thì nhớ ấy, chồng như chồng bảo về nhà cũng nửa cơm trên đầu mũ giáp cùng lương, chồng như chồng bảo quả hoa thơm bắt đầu. Khi đời người đã yêu nhau rồi thì sống thành đẹp, sống thành đẹp. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta hôm nay đây là chúng ta cùng ngày thanh lễ mang cái hai con chó hai người dự phòng, và cách riêng là chúng ta cùng ngày kính chúc lên cho hai anh chị anh Du Xe Anh và chị Maria Huyền, anh Nam Phương Hoa và chị Maria Hương, chúng ta hãy xuất sáng cùng lên Chúa. Lời cầu xin để qua tình yêu của Chúa, chúc cho anh chị để trở nên những gia đình lớn, trở nên người cha người mẹ hết trở nên gia đình tốt, gia đình thánh, và tạo giao cho mình một cái hành trang đó là đạo đức, đó là đạo đức, đó là làm người để trở nên người thầy người cô, để giáo dục để cho con cái mà Chúa sẽ ban cho các bậc phụ huynh này. Được mời cùng bạn các nữ. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống nhập tâm với người trong tâm tình thống hối và cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta và hai người dự đồng này tâm tình sám hối và hoán cải để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Xin Chúa nhận lời. Chúng ta cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên hai tôi tới chỗ đây để nhờ Ngài hướng dẫn họ sống trọn vẹn ơn gọi của đời Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho hai tôi tới chỗ đây nhờ bí tích thánh thầy được mai táng với Chúa Kitô để cùng sống lại với người. Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho toàn thể thế giới biết nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, nhờ đó mọi người được trở nên con cái của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai con Chúa một Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin thương cái mắt nhân từ nhìn đến chúng con là những kẻ tội lỗi và ban cho chúng con sức mạnh để lưu thăng cặp với thế gian và chỉ sống cho một mình Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và chúng ta ngồi. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của người cho các con người hàng sống và hình trí muôn đời. Anh chị em thân mến, chúng ta xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thương đến các tôi tớ Chúa đây đang xin lãnh nhận bí tích thánh thần, chính người kêu gọi và dẫn đưa các tôi tớ Chúa đến đây, xin người ban ánh sáng và sức mạnh để tôi tớ các tôi tớ Chúa nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên sức tin công giáo, xin người công ban thánh thần đến để đổi mới các tôi tớ Chúa, vì chính thánh thần là đấng mà chúng ta tha thiết thần hại xuống thánh hóa trên nước này. Lệnh Chúa là Cha chí thánh từ mạch nước thánh thần, Chúa đã cho sự sống mới của con Chúa tôi trào lên trong chúng con. Chúng con xin Chúa khởi nước và thánh thần. Chúa đoái thương quy tụ thành của dân dương tất cả những ai đã được chính và thánh thần cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng con xin Chúa Chúa ban thánh thần của tình yêu vào lòng chúng con để người giải thoát ban bình an và biến đổi chúng con tên sứ giả tin mừng của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến để lãnh ơn tái sinh trong đức tin hồi thánh. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho nước này để thanh tẩy các tôi tớ Chúa để họ được sống muôn đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cùng chúng ta đứng để cùng với hai người dự tòng tuyên chứng tin và từ bỏ tà thần. Anh em thân mến là như bậc là anh em thân mến cùng với hai người dự tòng. Chúng ta hãy tuyên sứ tin của bí tích thánh tẩy mà tất cả chúng ta đã đánh nhận để sống trong sự tự do của con cái Thiên Chúa. Anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Anh chị có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đứng tạo thành trời đất không? Anh chúa
tiên kính Đức Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, xin bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên những Chúa Cha không. Anh cho tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh Tông Phong, tin các Tha Tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không. Maria, cha rửa con nhân danh cha và con và thánh thần. Maria, cha rửa con nhân danh cha và con và thánh thần. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính người xưng dầu cứu độ cho con để sau khi nhập đoàn với dân người, con mãi mãi là chi thể của Đức Kitô, là tư tế, là tiên tri và vương đến cho những quả sống muôn đời. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính người xưng dầu cứu độ cho con để sau khi nhập đoàn với dân người, con mãi mãi là chi thể với chúng tôi, là tư tế, là tiên tri và là phương đế cho những cõi sống muôn Maria, con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lên Chúa Kitô. Vậy con hãy nhận lấy chiếc áo lót trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyển cho Đức Giêsu Kitô và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để con được sống muôn đời. Maria, con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và nó tinh tuyển cho đến khi ra trước tòa án Chúa Kitô Chúa chúng ta, để con được sống muôn đời. Anh nhận ánh sáng Chúa Kitô. Các con rất thân mến, các con đã trở nên ánh sáng của Chúa Kitô. Các con hãy luôn luôn sống như con cái của sự sáng và bình yên trong đức tin, để khi Chúa đến, các con xứng đáng ra nghênh đón người với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Thưa cộng đoàn, lễ rửa tội chúng ta vừa được tham dự có gồm 4 phần: đổ nước là 1, sức dầu thánh trên đỉnh đầu là 2, trao áo trắng là 3 và trao ánh sáng là 4. Qua lễ rửa tội, hai người tân tòng này đã thực sự trở thành con cái Chúa, gia nhập hội thánh của Chúa. Vì thế chúng ta chúc mừng hai chị một tràng pháo tay. Các thân mến, các con đã được tái sinh trong Chúa Kitô, các con đã được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người. Giờ đây các con còn phải thánh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Chính các tông đồ và những đấng kế vị lại ban cho những người đã được chịu các thánh thần. Vậy các con cũng hãy lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa bao, để nhờ đó một khi đã trở nên giống Chúa Kitô hơn, các con làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng hiện thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên hai người tân tòng này, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ rồi làm của Người, làm cho hai người tân tòng này nên vững mạnh và được sức dầu để trở nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Thiên lời Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần. Khi giải thoát họ khỏi tội lỗi thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong hai người này. Xin ban cho hai người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho hai người này ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Maria, hãy lễ nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lễ nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
bình an của Chúa ở cùng con. Củng cố và ấn dấu Linh Thánh trước mặt thừa đắc vi của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô giang giơ tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của các con và đã dùng những đích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân. Như chính người đã dùng những đích thánh thời và thánh viên các con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh cha hỏi các con về ý định của các con. Du Xe Nguyễn Đình Anh và Maria Nguyễn Thị Huyền, An Tôn Nguyễn Văn Hoai và Maria Nguyễn Thị Hường, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục đúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Nguyễn Đình Anh nhận em Maria Nguyễn Thị Huyền làm vợ của anh, hứa sẽ giữ lòng trung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, để tôn trọng và yêu thương em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria nhận em Giuse làm chồng và hứa lòng trung thủy với anh, khi thịnh vượng lúc gian nan, khi mạnh khỏe lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời anh. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ước thương các con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tu đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Anh An Tô Loai nhận em Maria Hương làm vợ và hứa giữ lòng trung thành trung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày và rất đẹp. Em Maria Nguyễn Thị Hương nhận anh An Tô Nguyễn Văn Oai làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc khổ dân lan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn nên sự ước các con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tu đổ phúc lành của người trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa. Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Huyền hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh, nhân danh cha và con và thánh thần. Chúc mừng anh chị và sáu anh em.
Các con
đây là một nghiệp nước tiên. Chúa và nhờ chúng quý hợp nhất với nhau
con nên vương đời sân nhân toàn. Nhờ sân này đi ở cùng cô, họ nên nhân chúng tôn lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức. Cả hai được nhìn thấy con trai cháu chắc và sau cùng, khi đặt tên người già mong mưa họ được về nước trời. Cơn cuộc sân với những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã với các sân đồ rằng về đây lãi bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con xin được chấp tội chúng con như xin nhìn đến Đức Kitô với Thánh Chúa. Xin loài thương ban cho hội đem được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hạng sức và yên trị muôn đời. Bình an của Chúa hạng ở cùng anh chị em. Chị em hãy chúc bình an. Toàn năng
xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sắt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho vợ chồng yêu thương đậm nồng như dòng nước trong, đưa nguồn hạnh phúc muôn chung. Xin cho mặt trời sáng mãi lòng người, để mùa xuân đến từ vầng tim thủy chung. Xa xăm tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sắt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho người chồng vững bước một lòng, gieo hạt nắng tươi, gia đình êm ấm trong ngoài. Xin cho người chồng xứng đáng một đời, người cha gương mẫu để đàn con kính yêu. Xa xăm tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sắt xiêu tình người đến trăm năm.